để một phát ăn ngay. Đôi khi lỗi khó nổ là do cái le gió này lắp không đúng vị trí. Hãy lắp nó theo vị trí giống tôi. Nếu lúc khởi động bạn để hở cổ hút như này, máy sẽ rất khó nổ. Khi khởi động cần kéo le gió và lá le sẽ đóng cổ hút như này. Đó là vị trí đúng, tôi sẽ vặn nút khởi động nhé. Đảm bảo 10 lần nổ cả 10. Máy đề rất nhẹ, bây giờ hãy ấn cần kéo le vào. Bạn cần chỉnh guarantee cho chừng chút nữa là được. Nếu chạy mà không ra điện, bạn cần kiểm tra hai chấu tiếp xúc của cục kích từ này. Tôi vừa kiểm tra và bóp chặt hai chấu nối. Máy đã phát điện tốt. Chỗ hai con vít này là điện ra 220V AC. Hai dây đỏ này vào diode nắn ra 15V DC. Bạn vuốt màn hình sang bên trái, nhấn follow để xem thêm nhiều clip khác nhé.